Xin kính chào quý khán thính giả của đài IBC. Trong chương trình thường xuyên của Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Phật giáo Điều Ngự, hôm nay chúng tôi xin thưa với quý vị là quý vị đã biết Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng Phật giáo Điều Ngự có rất khá nhiều lớp học. Và hôm nay thì chúng tôi xin gửi đến quý vị một chương trình đặc biệt của lớp thể dục nhịp điệu Light Dance. Cái lớp thể dục nhịp điệu, thưa quý vị, được mọi người rất là ưa chuộng bởi vì nó vừa luyện cho trí nhớ của chúng ta để không khó quên và cho thân thể của chúng mình được dẻo dai hơn, nhất là cho những người trung niên và cao niên. Hôm nay tôi xin được giới thiệu đến quý vị ba thành viên của trung tâm, đó là thầy Khải Lê, giảng viên của lớp thể dục nhịp điệu, cô Tina, một thành viên của trung tâm, và cô Tường Anh, một dược sĩ Tường Anh là một học viên của lớp thể dục nhịp điệu. Xin mời quý vị theo dõi để thấy cái thể dục nhịp điệu nó có hữu ích cho chúng ta như thế nào, nhất là cho những người tuổi đã hơi cao, để có thể có một thân thể cường tráng, dẻo dai và tránh những cái injuries, những cái có thể mà bị thương nếu mà mình không có bước những cái bước đúng. Xin mời quý vị theo dõi. Tina xin kính chào quý khán thính giả của đài IBC TV. Cảm ơn giáo sư Vân Bằng đã mời Tina lên dẫn chương trình ngày hôm nay. Và trong khán phòng của chúng ta ngày hôm nay, Tina xin giới thiệu là thầy Khải Lê, là giảng viên dạy Light Dance của trung tâm, và cô dược sĩ Tường Anh là một người học viên rất là thân thiết của trung tâm. Xin mời thầy và cô Tường Anh gửi lời chào quý khán giả. Dạ, xin chào quý khán giả của đài IBC. Dạ, xin chào tất cả các thính giả của IBC. Dạ, rất cảm ơn thầy Khải và cô Tường Anh đã dành thời gian đến đây để tham dự cái show của đài. Thì thưa với quý vị, thầy Khải là một người giảng viên khá là lâu năm của trung tâm và chuyên dạy về Light Dance, nói một cách ngôn na theo tiếng Việt là thể dục nhịp điệu. Và xin thưa với quý vị là lớp của thầy Khải hiện nay có rất là đông học viên, đến 70-80 người ghi danh học. Và chúng tôi vẫn còn rất là nhiều quý vị cũng muốn ghi danh học tiếp lớp này. Chính vì vậy mà chúng tôi muốn mời thầy lên đây để giới thiệu về lớp Light Dance, để cho quý vị tìm hiểu thêm là tại sao mà cái lớp của chúng tôi nó hot đến như vậy. Thì xin thưa thầy Khải, thầy có thể giới thiệu về cái Light Dance là nó như thế nào không ạ? Để cho quý khán giả có thể hiểu thêm. Dạ, Light Dance thực ra nó có cũng lâu rồi, nhưng mà sau gần đây thì nó phát triển mạnh hơn hồi trước. Tại vì nó có nhiều cái lợi ích thiết thực, thí dụ như là về tinh thần với thể chất của mình. Dạ. Về tinh thần thì nó có thể giúp cho mình mấy cái memory của mình, rồi xả stress, những cái như vậy đó. Còn thể chất thì mình có thể đi tới đi lui, mình vận động cũng như là mình exercise vậy. Và như vậy, theo như thầy là Light Dance, một dạng thể dục nhịp điệu thì cũng có từ khá là lâu rồi, nhưng mà gần đây thì trở nên phổ biến nhiều hơn. Lý do là Light Dance có mang lại rất là nhiều lợi ích cho mọi người, đặc biệt là về giúp cho trí nhớ, cũng như là cái động tác, cử động của cơ thể, và giúp cho mọi người có thể vui hơn và sống khỏe hơn, đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Mà nhất là nó tốt hơn cái ballroom dance ở cái chỗ là nó không cần partner. Dạ. Mà nó cũng theo cái culture của người Asian của mình đó, thì nếu mà mình có partner hay là có vợ có chồng thì nó cũng không có làm trở ngại. Dạ, như vậy thì xin hỏi nhỏ một chút xíu là thầy bắt đầu dạy cái môn Light Dance này được bao lâu rồi ạ? Tôi thì thực ra lúc trước là tôi có dạy ở bên ballroom chứ không có phải Light Dance. Nhưng mà mới qua Light Dance thì khoảng một năm nay, gần một năm. Dạ.
À, như vậy thì cơ duyên nào lại thể đưa thầy đến hợp tác với trung tâm sinh hoạt cộng đồng Phật giáo Đường Ngự ạ? À? Dạ, thực ra lúc trước thì như mấy anh chị biết sau cái phần mà Covid đó, dạ, ai cũng bị hết á, đa số là bị rồi ở nhà rồi cách ly đủ chuyện hết. Thành thử ra nó mấy cái hoạt động về xã hội, thí dụ như là dance hay gì đó, nó bị gián đoạn một thời gian. Dạ. Rồi vì nhiều lý do, mà trong đó lý do chính là sức khỏe. Dạ. Thành thử ra qua cái phần đó rồi, cái tôi mới đi exercise lại. Dạ. Tại vì mình hồi trước mình cũng có cái background ở bên ballroom. Thành ra đi, tính đi, lúc đó là ballroom nó cũng chưa có mở cửa nữa. Thành thử ra đi qua bên cái line dance để mình tự mình ra công viên mình tập. Dạ. Thì tập một thời gian rồi sau đó cái nghe nói ở bên chùa Điều Ngự, tôi cũng qua bên chùa Điều Ngự tập. Thì cũng lúc đó cũng còn bị đau cái lưng dữ lắm. Dạ. Thành ra chỉ đi tập cho nó khỏe thôi. Rồi nhưng mà tập được một thời gian cái thấy nó đỡ. Đỡ rồi cái từ từ nó hết hết cái. Có người giới thiệu như chị Tường Anh rồi nè. Dạ. Của giới thiệu lại chùa Đường Ngự rồi mới lại đó dạy cho tới bây giờ. Dạ. Ồ, như vậy thầy là một cái gọi là có thể nói nôm na là một cái bằng chứng sống là dạ, line dance rất là tốt cho sức khỏe. Đúng hồi rồi. Trước là thầy bị đau lưng. Dạ. Mà nhờ thầy tập line dance cho nên là sức khỏe thầy cải thiện và thầy không còn bị đau lưng nữa. Dạ. Thì đây là một cái điều rất là đáng mừng. Dạ. À, rất là cảm ơn chị Tường Anh và chị Dược sĩ Tường Anh đã mang thầy Khải đến trung tâm sinh hoạt cộng đồng Dạ. Đường Ngự. Thì chị có thể giới thiệu một chút xíu về chị và lý do tại sao chị lại tham dự lớp này không ạ? À, dạ thưa, từ trước giờ tôi là một người rất là thể thao. Dạ. Và ngoài những cái thể thao khác thì cái line dance là một cái thể thao mà tôi rất là ưa chuộng. Dạ vâng. Là vì nó có rất nhiều những cái benefits, tức là cái lợi ích, cái lợi ích cho sức khỏe, nhất là cho những người lớn tuổi. À, yeah. Như mình hồi nhỏ thì mình có thể mình dùng những cái mình hoạt động những cái thể thao khác mạnh hơn. Yeah, nhưng vâng. Mà bắt đầu lớn tuổi đó thì cái line dance là perfect. Yeah. Là tuyệt vời đối với một người lớn tuổi. Yeah. Là không những nó làm cho mạch máu của mình nó tăng cường, mà khi mà mạch máu cái cardiovascular thì nó khi mà nó tăng cường đó thì tự nhiên là máu chảy đều hết lên óc, lên tim, lên phổi, và cái tốt nhất là cái chân. Vâng. Cái chân nó cứng cáp hơn và nó cho mình cái sense of balance, tức là cái thăng bằng. Yeah. Mà cái thăng bằng mà người lớn tuổi không có. Yeah. Dễ té khi mà mình đứng nhiều tiếng trên cái chân đó, tự nhiên mình vững lên cái chân, và dù mình có bị vấp té đó, tự nhiên khi mà mình có cái thăng bằng sẵn, có cái vốn khi mà mình build up, tức là mình từ từ mình mới lấy được cái, mình tập được cái thăng bằng. Yeah. thì khi mà mình có bị té đó, tự nhiên mình compensate lại, mình té nhưng mình lại té ngược, mình lại cái cơ thể nó tự nhiên nó giữ thăng bằng, nó lại giữ lại cái thăng lại bằng được. Mà mình không bị. Mà cái đó tôi nghĩ là người lớn tuổi dễ bị té. Dạ vâng. Dạ. Như vậy thì chị Tường Anh là dược sĩ thì vâng, chị vâng. Cái kiến thức về y khoa của chị chắc chắn là tốt hơn những cái người bình thường. Vâng. Và chị có nói về cái vấn đề khi mà tập line dance thì những cái động tác line dance vừa giúp cho máu huyết trong cơ thể lưu thông, vâng. Đưa máu huyết tuần hoàn để giúp cho các cái cơ quan trong cơ thể hoạt động tốt. Và cái tiếp theo là giữ được cái thăng bằng. Giữ cái thăng bằng. Dạ, và nếu như mà tập lâu năm và tập lâu năm thì thành một cái phản xạ, đúng không ạ? Vâng, thì rỡ mà mình có vấp té thì thay vì nếu cái đà vấp té mình có thể té sấp xuống thì nhờ tập cái này mình giữ được thăng bằng, mình trụ người lại và như vậy thì sẽ hạn chế được những cái rủi ro. Vâng. Và một cái nữa như thầy Khải và chị đều có nói là giúp về mặt trí nhớ, cái memory rất là tốt. Và như vậy thì xin thưa với quý vị, bây giờ thì chắc là quý vị cũng biết chút xíu phần nào là lý do tại sao mà lớp line dance của thầy Khải lại có rất đông học viên như vậy. Thì chắc là một chút xíu nữa sẽ nhờ thầy và chị chắc là biểu diễn một chút xíu để cho quý khán giả có thể xem là line dance nó như thế nào. Và nếu mà đối với một người hoàn toàn chưa biết gì thì tập line dance
có cần đòi hỏi những cái kỹ năng hoặc là phải có những cái kiến thức nào hay không, thì không biết là thầy có thể nói thêm về những cái điều cần lưu ý khi mới bắt đầu học lai dance như thế nào thưa thầy? Lớp của tôi đó có nhiều anh chị đó chưa từng nhảy đồng. Dạ. Không có biết gì hết trơn. Nhưng mà tôi nói chỉ cần biết đi tới đi lui được là ok. Dạ. Tôi sẽ dẫn đi từ đó. Dạ. Ví dụ như bước tới phải tôi tại vì tôi cái gốc của tôi là ở bên ballroom. Dạ. International. Thành ra tôi hay đề cập tới cái vấn đề footwork. Dạ. Tức là để cái cách mình để bàn chân xuống để mình đi. Thành ra đi lúc nào bàn chân mình để phải để làm sao. Thành ra chỉ cần anh chị đi đứng được thì có nhiều bước tôi sẽ chỉ từng chút cách mình để bàn chân làm sao, cách mình xoay làm sao. Thì cái đó là bên bên ballroom technique họ chỉ kỹ lắm. Dạ vâng. Thành ra có nhiều anh chị theo học với tôi vài tháng rồi cái đi được cái mừng quá chạy lại nói thầy ơi em nhảy được. Ồ, nếu mà là người hướng dẫn, là một người dạy như vậy mà thầy nghe học trò nói câu đó chắc là thầy rất là vui phải không ạ? Cũng vui lắm. Dạ. Tại vì tôi chỉ đó từng chút từng chút từng chút, thành thử ra không thể nào mà không đi được. Dạ. Đó là cái lý do anh chị cứ giới thiệu nhau rồi cứ kéo lại lớp này, thành ra cái lớp càng ngày càng đông là vậy. Dạ, như vậy thì quý vị có thể yên tâm là nếu như quý vị chưa bao giờ biết về line dance, chưa bao giờ nhảy đồng, chưa bao giờ nhảy ballroom thì quý vị vẫn có thể ghi danh học line dance, bởi vì cái căn bản là bước chân đúng không ạ? Dạ, nếu mà quý vị có thể đi được là quý vị có thể tham gia học line dance được. Dạ, thì đây là cũng một cái điều rất là thú vị để cho quý vị đừng có ngần ngại. Bởi vì nhiều người họ nghĩ là ồ, line dance sẽ dục nhịp điệu có nghe có vẻ khó. Thành ra là nhiều người sẽ ngần ngại không có muốn đăng ký, muốn ghi danh tham gia học. Thành ra nếu mà với những cái điều mà thầy Khải vừa giải thích như vậy thì rất là hy vọng quý vị hãy mạnh dạn và đừng có lo là mình sẽ không học được. Và cũng đừng sợ là những người bạn học của mình sẽ cười, bởi vì ai cũng phải học qua từ những bước đầu tiên thì mới giỏi được. Lớp tôi có nhiều anh chị đó 70-80 tuổi luôn. Trời ơi, tóc bạc như xương vậy đó, đi thấy thương lắm. Mà ráng đi. Tại vì sức thì mình hay nói là lực bất tòng tâm đó. Thành ra mấy anh chị kia thì đi thoải mái, nhưng mà mấy anh chị đó đi phải cố gắng, mình dòm thấy thương lắm. Họ cũng cố gắng họ theo. Và như vậy thì quý vị cũng thấy có nhiều, như thầy Khải nói, có nhiều bác lớn tuổi vẫn tham gia học. Xin quý vị đừng rời màn hình. Chúng tôi sẽ có một vài thông tin thương mại và sẽ trở lại trong giây phút. Xin cảm ơn quý vị.